Một câu lạc bộ tại V-League đạt kỷ lục chưa từng có về đơn đặt hàng áo đấu tại Việt Nam. Đội bóng này trở thành đội bóng đầu tiên ở Việt Nam đạt kỷ lục về số lượng đặt áo đấu chỉ sau một ngày mở bán. Để chuẩn bị cho mùa giải năm 2022, câu lạc bộ này đã ký hợp đồng chính thức với nhà tài trợ Grand Sport. Màu áo thi đấu trên sân nhà của đội bóng này vẫn chủ đạo hai màu vàng xanh quen thuộc. Tuy nhiên, họa tiết chìm bắt mắt cùng chất liệu siêu nhẹ là điểm cộng cho bộ trang phục của đội bóng này ở mùa giải năm nay. Bên cạnh đó, trang phục thi đấu của đội bóng có chất liệu siêu nhẹ từ 100% sợi polyester, công nghệ dệt Softex độc quyền từ Grand Sport. Đặc biệt, logo câu lạc bộ in công nghệ 3D silicon cao cấp nhất. Logo 3D silicon cao cấp là lựa chọn đảm bảo được cả hai yêu cầu về tính thẩm mỹ và tính ứng dụng này. Khi được các hãng thể thao hàng đầu thế giới sử dụng khi sản xuất áo bóng đá cho các câu lạc bộ như Real Madrid hay là Manchester United. Về tính thẩm mỹ, logo 3D silicon có độ dày và sắc nét nổi bật, mang đến hình ảnh mạnh mẽ cho mẫu thiết kế. Về tính ứng dụng, logo 3D silicon được ép nhiệt lên mặt ngoài của mẫu áo nhằm tránh tiếp xúc hoặc cọ sát trực tiếp với da của cầu thủ trong khi thi đấu cường độ cao. Ngoài màu vàng truyền thống, đội bóng này còn có hai bộ thi đấu sân nhà và sân khách là màu chanh và màu trắng ở mùa giải năm 2022. Ngay khi cho ra mắt mẫu áo vàng trên sân nhà truyền thống ở mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ đã nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ người hâm mộ. Chỉ sau một ngày mở bán, đội bóng này đã đặt được hơn 300 đơn hàng. Được biết, đã có khoảng 600 đến 700 áo sẽ đến tay người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ trong thời gian tới. Đây được xem là một kỷ lục chưa từng có về kinh doanh áo đấu tại Việt Nam. Theo dự đoán, trong thời gian tới, số lượng áo đấu chính hãng của đội bóng này được bán đến tay và các cổ động viên sẽ còn được tiếp tục nhận áo gấp nhiều lần. Tất cả các hoạt động của đội bóng Sông Lam Nghệ An như phân phối áo đấu hay trong tương lai là đồ lưu niệm mà chúng tôi đang từng bước triển khai, đều nhằm mục đích để phục vụ người hâm mộ. Câu lạc bộ không đặt nặng và quá nhiều kỳ vọng vào doanh số hay lợi nhuận. Mục tiêu của câu lạc bộ là hướng đến mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ, tạo nên những địa chỉ hình thức cho đội người hâm mộ có thể thỏa mãn, đồng hành cùng đội bóng. Thời gian đầu, câu lạc bộ triển khai còn nhiều những khó khăn nhưng đã nhận được những tín hiệu tích cực. Chúng tôi rất biết ơn và chân thành cảm ơn những người hâm mộ. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho đội bóng. Tổng giám đốc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, ông Trương Mạnh Linh chia sẻ. V-League năm 2022 có thêm một trọng tài FIFA. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải lần đầu tiên trở thành trọng tài FIFA từ mùa giải năm 2022. Đây là trọng tài FIFA mới nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1987, người Hải Phòng. Ông Hải lên sân chơi V-League từ mùa giải năm 2020 với trận đấu đầu tiên giữa câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội. Hai năm sau, trọng tài này được đăng ký lên FIFA. Phó ban trọng tài VFF, ông Võ Minh Chí nhận xét, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải trưởng thành rất nhanh qua từng giải đấu U19, U21, hạng nhất và V-League. Sau đó, cậu ấy được đăng ký làm trọng tài của FIFA. Sau quá trình đánh giá, ban trọng tài VFF biết ai có đủ khả năng trở thành trọng tài FIFA thì giới thiệu. Giới hạn độ tuổi đăng ký là 35 và dựa vào nhiều yếu tố, trong đó có số lượng trận đấu, chất lượng trận đấu, trình độ ngoại ngữ. Phó ban trọng tài VFF Võ Minh Chí trao đổi với phóng viên. Đánh giá về công tác của trọng tài trẻ trong thời gian qua, trưởng ban trọng tài VFF ông Dương Văn Hiền nói: "Không thể nói trọng tài trẻ thì dễ sai sót hơn dù họ ít kinh nghiệm hơn. Đôi khi lỗi lại rơi vào những trọng tài có nhiều kinh nghiệm, đã làm nhiệm vụ lâu năm." Trọng tài Mạnh Hải được đánh giá cao nhờ chuyên môn đảm bảo, hiểu luật thi đấu và thể lực rất tốt. Ngoài ra, trọng tài 35 tuổi còn để lại ấn tượng với nụ cười thường trực trên môi. Dẫu vậy, không ít lần ông cũng rút thẻ đỏ trong trận đấu. Số lượng trọng tài FIFA và trợ lý FIFA Việt Nam ở mùa giải năm 2022 chỉ có một sự thay đổi. Trọng tài nam cân bằng số lượng với trọng tài nữ, mỗi nhóm 3 trọng tài FIFA, số lượng trợ lý FIFA giữ nguyên 3 nữ và 7 nam. Lãnh đạo ban trọng tài VFF khẳng định đăng ký trọng tài và trợ lý FIFA phải đảm bảo họ xứng đáng. Những trọng tài và trợ lý trong năm 2022 hoàn thành nhiệm vụ tốt sẽ được xem xét đăng ký FIFA, cơ hội chia đều cho mọi người. Hiện tại, bóng đá Việt Nam còn 2 trọng tài đang được đào tạo ở Học viện trọng tài AFC tại Malaysia là trọng tài Dương Hữu Phúc, Thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc Tùng, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cả hai sẽ trở thành trọng tài của FIFA. Giải hạng nhất quốc gia sẽ có 3 trợ lý nữ tham gia điều hành trận đấu. Đó là các trợ lý FIFA là Hà Thị Phượng, Nguyễn Thị Hằng Nga và Trương Thị Lê Trinh. Trọng tài Trương Hồng Vũ sẽ trở lại V-League năm 2022 nếu như vượt qua bài kiểm tra thể lực ở đợt tập huấn công tác trọng tài diễn ra từ 20 đến 22 tại Hà Nội. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe trên kênh YouTube của Cao Tân Văn Hóa Việt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn chia sẻ,
like và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi.